Bây giờ mình có hai phòng. Phòng này thì view đẹp, chúng tôi để sinh hoạt anh em đoàn kết với nhau ở đây. Còn cái phòng ở dưới chỉ để dành để đi vệ sinh thôi. Bởi vì bít quá. Bởi vì ở đây không có cửa. Tất cả mọi phòng vệ sinh của các phòng đều không có cửa. Hay là dành cho couple. Yeah. Dành cho những đôi trẻ mới yêu nhau không có cần cửa kiếp gì hết. Nghe nè, ra đây nãy giờ dòm gì vậy? Em hiểu câu hỏi của anh. Hả? Nãy giờ dòm gì? Anh nhìn thấy đây, màn hình của em đây. À, màn hình của em full, cũng full HD đó. Em thích ở ngoài hơn. Ừ, anh thích ở ngoài hơn. Anh ở bên đó với gia đình hay là? Không, anh qua học mình. Qua học người học hả? Ừ. Nhà anh, ba mẹ anh ở Hà Nội. Ừ, ba anh Hà Nội. Anh có thích ăn bún đậu mắm tôm không? Ngon dã man. Ngon dã man. Không, lúc trước em thích cái giọng của người bác anh. Em từng có một cái quan điểm đó chính là tại sao mọi người không làm kiếm tiền để mình giàu hơn mà lại lúc nào cũng nghĩ bản thân khi đủ tuổi phải lấy chồng, phải bắt buộc phải có người yêu. Ừ, đúng rồi. Lao động hăng say tình yêu sẽ tới. Không, anh ơi, em rất sợ. Em cảm thấy em cần công việc hơn. Nhưng mà đến lúc này em lại cần một người đồng hành rồi. Anh thấy ấn tượng xíu xíu gì với các chị không? Anh thấy ở trong này có một bạn mang cái skateboard ấy. Thì ngon. Nhìn em trông không giống chơi thể thao lắm. Yếu đuối nó sao quá ta. Anh cảm thấy hình trong cái hình mà nãy bạn thấy chứ. Anh thấy cũng hơi khác đấy. Nhưng mà anh vẫn tìm được em. Khi mà lần đầu tiên nhìn tấm hình thì mình nghĩ cô bé ý là một cô gái khá là dễ thương. Quyên thì thực sự là rất giống ở trong hình. Chỉ có điểm khác biệt là bạn không đội mũ và cho hẻ tóc ngắn và ở ngoài tóc dài. Mà cái khác này có thích hay là không thích? Thích nhá, tại vì anh thích cái tóc dài mà. Đang có kế hoạch là đi một vòng quanh Việt Nam ấy. Tất cả anh thành phố. Ơi, anh có đi mấy cái vùng cao chưa? Anh đi rồi, vừa ở trên Hà Giang về đấy. Thấy tính cách anh nó rất là dễ thương, có một tí gì đó gọi là thích phiêu du phượt các thứ, cũng rất là thích. Mình nghĩ là Quyên là một người khá là dễ gần và cũng cởi mở. Có thể là bạn ấy cũng hơi nội tâm một tí. Thì mới ngày đầu tiên mà, để xem. Em lên đây lâu chưa? Em lên được 2 năm, học đại học. Hôm nay năm 3. Em có hay diễn sân khấu không? Ba mẹ có biết tham gia chương trình này không? Thật ra em tham gia chương trình gì ba mẹ em cũng kiểu không có quan tâm cho lắm. Kiểu khi nào có thì coi thôi. Hay tâm sự với ba hay tâm sự với mẹ? Không tâm sự với ai. Vậy hả? Người ta thường hay nói tất cả mọi thứ dù mệt mỏi ở đâu mình cũng có nơi để về, đó là nhà. Thì okay. Nhà của mình giống như mẹ. Đến bây giờ cũng vậy. Anh hay nhõng nhẽo với mẹ lắm. Em cũng hay nhõng nhẽo nhưng mà em không muốn. Kiểu như chuyện vui thì em có thể kể mẹ nghe. Nhưng mà chuyện mà buồn buồn á thì em nghĩ nó không nên. Sao vậy? Tại em nghĩ là ví dụ mà mẹ em biết em buồn chuyện gì thì mẹ em sẽ buồn hơn em. Nên là em không muốn chia sẻ chuyện buồn với ai. Rồi những lúc buồn thì em làm gì? Đi chơi. Đi mua đồ. Tiêu tiền á. Xong cái hết tiền đi cài tiếp. Nhưng mà em ít khi nào buồn lắm. Tại vì một tháng mà em buồn khoảng 7 lần thôi là em cũng mệt thôi. Tại vì em cũng bận khá nhiều. Tại vì em đi học nè, xong rồi đi quay. Ngày nào cũng làm á, cho nên là không có thời gian để buồn. Còn chẳng đã thì lâu lâu buồn em chạy về dưới. Ăn cơm mẹ nấu mà. Mẹ không biết nấu cơm. Bởi vậy hả? Ba em nấu. Ba nấu cơm ngon lắm. Bù lại cho mẹ đúng không? Vậy ba thì chắc chắn mẹ sẽ giỏi một cái phần nào đó khác. Mẹ em kinh doanh giỏi. Mình cảm thấy cô bé này là một cô bé rất là quyết tâm, biết cân bằng giữa công việc và gia đình, và cùng có đam mê với mình, đam mê nghệ thuật. Thật thú vị khi Trung Anh và Thảo Quyên nhanh chóng tìm được cho mình những sở thích chung về ăn uống và du lịch. Còn về chàng đạo diễn Nam Duy và cô diễn viên Minh Trân, thật không khó để họ nắm bắt tâm lý của nhau khi cả hai đều cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hôm nay, vì chưa thể thu xếp xong công việc, Thanh Phong đành phải chia tay mọi người. Vậy là chỉ còn 7 thành viên trên chuyến xe tình yêu tới ngôi nhà chung. Và hành trình tìm kiếm một nửa trái tim của họ chính thức bắt đầu.
Mọi người chơi game không? Đây có 7 người đúng không? Đây là đếm từ 1 đến 7. Ai mà đếm số 7 cuối cùng là thua, hoặc là ai mà đếm trùng nhau cũng thua. Thôi thì nhá. Thôi thì phải hỏi thật đúng không? Ok. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. Thôi vậy chị mới 4 rồi. 5. Chị chưa nói mà em chỉ mới cộng lưỡi thôi. Đấy, 7. Rồi, hôn. Sao, bắt đại trai năm mấy tuổi? Là như thế nào bây giờ? Duyên hả? Đừng nói còn Duyên là tôi có tên đôi nha. Không, đấy là sự thật anh. Hello mọi người. Em là Đào Hùng. Em còn gì? Là mới đồng hồi hết biên nhóm luôn đó. Mọi người đừng có cho ông ấy nha. Nè, bây giờ anh tự bầu cho là trưởng nhóm đó. Thì đúng rồi. Cái gì anh nói tụi em phải... Anh hỏi gì? Anh họ Trần. Em gọi là anh trưởng nhóm Trần được không? Trần trưởng lão. Trần trưởng lão. Trời lão trời lão trời. Riêng với anh Duy thì hôm nay ảnh hoạt náo quá, vì mới ngày đầu tiên chắc là ai cũng sẽ nghĩ là ảnh rất là nổi, nên mình thấy là ảnh vui. Thì riêng với cá nhân ảnh thì mình thấy ảnh rất là vui và hòa đồng, và tạo một cái nhịp cho mọi người thoải mái khi mà mọi người không biết nói chuyện gì hết thì rất là ok. Em thích con gì? Rồi ngân thỏ. Ngân thỏ. Rồi Quyên. Dạ. Cho em tự đặt á, chứ em ơi anh đặt lại không dám kêu á. Hả? Tôi gọi em là cốc cốc. Cốc cốc hả? Rồi tới tên là meo meo. Xin. Rồi cốc cốc meo meo. Chung anh thích cái gì? Anh thích em. Anh thích em hả? Là chết luôn. Anh thích nhất món thịt trâu gác bếp. Em biết không? Em biết. Trên miền núi Tây Bắc á. Em chưa. Là trúng trâu đi. Trúng trâu. Ờ. Trâu bò hả? Đúng rồi, trâu bò. Bé đó. Thôi kêu chân chân đi rồi xong. Em thích ăn cái gì? Vậy sao em đặt chân chân lại không vậy? Em thích ăn cái gì? Em không thích ăn cái gì hết. Vậy em ghét ăn cái gì? Không ghét gì hết luôn. Thôi vậy em đặt em là chân béo. Thôi anh vô gì? Em không tự đặt là anh đặt cho em là chân béo. Anh cho em chân chân đi. Thôi anh chân chân gì đó. Anh đừng có gây cấn em nha. Chúng ta phải có một cái biệt danh gì đó. Vô gì người đó kêu em là chân chân đi nha, kệ ông. Béo. Không. Bạn ấy đã giới thiệu tên với là Chân Chân rồi, nên là mình cứ thế mình gọi thôi, chứ mình cũng không thực sự nghĩ là mình phải gọi cô ấy bằng một cái tên nào khác. Chân Chân nghe cũng khá là thú vị. Suy nghĩ cho Phong luôn đi. Phong Phú. Phong Phú. Phong Phú. Thôi đặt cho là Phong Lan đi. Phong ơi, em ở nhà em gọi Phong Lan, hoặc là người ta gọi Lan Lan á. Nhớ nha. Hành trình dài từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận của các thành viên Love House dần tràn ngập những tiếng cười đùa rộn rã và dường như đã phá tan sự ngượng ngùng và bối rối về nhau so với lần gặp gỡ đầu tiên. Ai cũng mang cho mình niềm hứng khởi và sự tò mò về ngôi nhà mà sắp tới họ sẽ cùng chung sống. Và rồi ở đó, họ sẽ sinh hoạt như thế nào, cuộc sống sẽ thay đổi ra sao và tình yêu có thực sự đơm hoa kết trái. Vô vàn những điều thú vị và bất ngờ đang chờ đón các thành viên Love House tại ngôi nhà chung. Bây giờ trước khi mở cửa, tôi có một cái ý kiến như vậy. Bây giờ nha, chúng ta là bằng tuổi nhau hết nha. Tất cả chúng ta, đúng rồi, tất cả chúng ta đang bắt đầu thanh xuân thôi. Nha, ok, đừng có nhắc số tuổi ở đây, rất là kỳ. Để em cố nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đi đi qua bên đây rồi mấy đứa. Trời dễ thương nha. Trời ơi, cái phòng này là phòng gì á? Vô, 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 vô. Vô, vô. Đã ngon quá. Sau 3-4 tiếng ngồi. Ôi dồi. Ồ. Ê, cái tóc em không hợp. Ê, anh cài đi, anh cài đi. Em xin đại diện cho chỗ Ga Lô Xô nè, bạn mọi người và khái điều kinh điếu. Có đại diện đến nhận cho em. À dạ, ok. Dạ. 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 Em cảm ơn. Mọi người dùng nước xong là mình mời mọi người đứng cái này để vào phòng ạ. Trời ơi. Nhiệm vụ đọc lên luôn là của em à. Sao vậy? Anh đọc chữ không có cho chứ không có gì đó. Hey. Chào mừng các thành viên Love House phiên bản đặc biệt Đảo Tình Yêu đến với Villa The Sun Beach Resort and Spa. Trong khoảng thời gian lưu trú ở đây, các bạn sẽ được trải nghiệm qua các công việc của những bộ phận khác nhau trong khu resort.
Trải qua những ngày cùng sống làm việc, các bạn sẽ hiểu hơn về bản thân và những người bạn đồng hành. Và qua những trải nghiệm thực tế này, các bạn sẽ tìm được một người yêu phù hợp nhất với chính mình. Chúc các bạn có một hành trình tuyệt vời và có được sự bắt đầu cho một tình yêu đẹp và như ý. Cảm ơn mọi người. Wow, có cái giọng đã quá. Oh wow, trời ơi lãng mạn quá đè. Được á. Ê, tụi mình đứng dưới hàng ngang nhìn một hướng. Nó sến lắm anh. Ê, cái cô của ông mày sến lắm nha, mọi người cẩn thận nha, đừng có làm cho ông đau diễn hình ảnh nha. Mình thấy thích tính cách của Trân Trân, bởi vì Trân Trân khá là thẳng và kiểu như Trân Trân có vẻ hơi bí ẩn. Ngoài ra thì bạn ấy cũng khá là ngầu so với suy nghĩ của mình và mình muốn tìm hiểu thêm. Không một bên đây, không một bên đây. Boy ơi, boy qua đây. Nhét ngoài phòng rồi ta. Thôi mình để ngoài này đi. Ây à. Ủa, dễ thương quá. View biển luôn. Quá tuyệt vời. Wow. Wow. Trời ơi, thích quá. Khi mà đến với resort thì mình vô cùng thích. Thật sự ở đây rất là đẹp, tại vì vừa gần biển mà lại kiểu như có mấy cái tầng trang trí thì có các thứ rất là đẹp. Tông màu trang trí ở đây rất là đơn giản và nói chung là kiểu sang trọng và rất là thoải mái, rất là nhiều giường và đặc biệt là bãi biển rất là thoáng. Thì mình rất là vui khi được ở trong một cái chỗ rộng rãi và thoải mái như vậy. Mình thích nhất là cái view của căn villa, được nhìn ra biển, nghe tiếng sóng biển, có thể ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn hoặc là đi dạo trên biển. Phòng tắm rất là đẹp, giường nằm rất là êm, hy vọng sẽ có một giấc ngủ ngon. Trời hoành tráng quá vậy. Trời ơi. Ủa phòng này mấy người? Hai người. Ai? Trời ơi không được rồi, đúng kỳ không ba tổ chức. Có lộn phòng không vậy? Không, ở trên còn bự nữa. Sao phòng mình nhỏ xíu à? Nghe đồn là trên còn đẹp nữa. Trời ơi. Không được, không được. Phòng nữ quá thì đẹp không? Trời ơi, coi kìa, hoành tráng quá. Trời ơi, phòng em gì nhỏ xíu, nhỏ hơn cái giường này nữa. Mà em hả, 80 mấy ký, chứ là một bạn trai 1m84. Giảm cân đi anh ơi. Nhìn mình bằng nửa đó. Em biết phòng này của ai không? Của ai? Của em á. Trước sau thì nó cũng là của anh hết em à. Hả? Nè, bây giờ vậy nè. Bây giờ nói chung á là mình đi xa, mình phải thể hiện tinh thần đoàn kết. Rất là đơn giản, chỉ cần hai bạn nữ thôi. Đi xuống dưới cái phòng đó ngủ và bốn tụi anh có thể ngủ trên đây. Ok? Không ok. Bây giờ anh mới thấy được một anh mới thấy được bộ mặt thật đó. Hả? Cái gì? Không, anh đâu? Anh rồi. Lý do gì chúng ta là đi xa, chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải đồng cam cộng khổ nè. Đoàn kết nghĩa là gì? Là kêu vali thắt sắt lên đúng không? Đoàn kết. Không, vẫn có người sắp là nghe mà anh vẫn có công người sắp. Lê cầm phòng nữ hay. Đi đi coi. Đi đi. Thôi anh là hết muốn coi rồi em. Trời ơi, Trung Châu phim hai cái luôn kìa. Em. Nè, cái này lên cho bạn đi cơ. Nói nghe nè, tụi em lên tiếng đi, tụi em cũng ngủ ở dưới phòng đó đó. Sao mọi người ơi. Mà em nghĩ là nam ngủ đâu cũng được mà đúng không anh? Em sao? Xuống dưới đi ạ. Em giữ xuống dưới hả? Dạ. Trời ơi. Còn em thì em lên em ngủ à? À bây giờ vậy nè, chương trình cho thêm một phòng nữa. Giống như là cái phòng nhỏ của mình ở bên kia, cho các bạn nữ chung một tầng, còn nam là tầng dưới với tầng trên. Ok. Không được, sao không được? Ở kia đi. Ok vậy à. Trời. Đây là cái hồ bơi. Đúng rồi. Cái hồ bơi. Ok, lấy phòng này đi em. Hôm nay hả? Không gì là không rồi. Nhưng mà qua cái chuyện dành phòng này tôi mới thấy sự đoàn kết của cái team mình. Anh ơi, mọi người đã biết anh như thế nào mà. Anh đừng cứ phô mình ra nữa. Đây chị. Phòng đẹp này là gì? View bể bơi rồi. View bể bơi vậy em thích sao? Ok. Vậy cho anh phòng bên kia. Giờ tụi em giờ lên coi sách vali lên giùm không ta? Xuống mấy đó. Ê, mấy đó đi xuống. Tắm nước đồng sách vali giùm nha. Ủa không sách hả? Không. Còn ngồi vậy luôn á hả? Ôi ơi, em mới nãy là cái chân nhỏ không có giường ha. Đây là luật của chương trình nha, không có giường ha. Em là cái người mà xéo sắc nhất, em là cái người mà không nhường ha. Miễn sao rồi tụi em bốn đứa đổi phòng cho tụi anh thôi. Ok. Không ok. Các bạn có cho hay không? Không. Hai chị thích thì hai chị vô chứ. Không, không thích. Dân vali của em là vali nào anh xách lên cho em. Chân nhỏ tự xách.
cân lớn mà Liên rồi. Em xách lên cân lớn. Ủa sĩ anh kêu anh xách mà xách. Em xách rồi Liên anh cho chân lớn. Chân nhỏ để tự xách. Rồi đi đi cơ. Trời ơi. Ông cũng lành lắm. Bực bội. Em ơi. Sau cái buổi nói chuyện rồi thì tiếp xúc càng nhiều thì thấy à, cô bé này sao mà con nít quá. Có nhiều cái mà mình cảm thấy rất là trẻ con. Nhưng nó không làm mình bực bội bởi vì mình cảm thấy nó cũng dễ thương. Thế là cái phòng ở dưới kia không sử dụng à? Không, thì mình muốn sử dụng là mình sử dụng. Giờ em xách vali quá nhỉ, em mệt lắm. Rồi dưới còn 3-4 cái vậy. Em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì xuống xách vali lên. Bây giờ tôi đi xuống, tôi gom lên, tôi đi tắm. Nói về căn phòng mình đang ở thì nó rất là đầy đủ. Phải gọi hơn cả nhà của mình, phòng của mình hiện tại nhỉ. Mình cảm thấy nó hơi thiếu một chút xíu, đó là thiếu về cánh cửa. Tại vì cánh cửa nhà vệ sinh nó không có, nó hơi bất tiện một chút. Bây giờ mình có hai phòng. Phòng này thì view đẹp, chúng tôi để sinh hoạt anh em đoàn kết với nhau ở đây. Còn cái phòng ở dưới chỉ để dành để đi vệ sinh thôi. Bởi vì bít quá. Bởi vì ở đây không có cửa. Tất cả mọi phòng vệ sinh của các phòng đều không có cửa. Hay là dành cho couple. Dành cho những đôi trẻ mới yêu nhau, không có cần cửa kiếp gì hết. Nghe nè, ra đây nãy giờ dòm gì vậy? Em hiểu câu hỏi của anh. Hả? Nãy giờ dòm gì? Anh nhìn này đây, màn hình của em đây. À, màn hình của em full, cũng full HD đó. Nghe tầm. Nhìn nó cũng... cũng ổn ha. Thôi rồi, rồi. Hơn qua đây. Mắt của anh gần nhất á. Đã hả? Gì đã? Em phải nói cái gì đã? Biển hả? À. Dù đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với nhau về phòng ốc khiến Minh Trần khó chịu và tỏ ra giận hờn với Nam Duy, nhưng ngược lại điều đó, Nam Duy dường như bắt đầu cảm nhận được sự thú vị từ cô bé đáng yêu này. Còn với Trung anh chàng đã bắt đầu có những hướng tiếp cận và dành nhiều sự chú ý hơn cho Bích Trân. Tối đến, các thành viên Love House đã có bữa ăn tối đầu tiên tại ngôi nhà chung với những món ăn vô cùng ngon miệng và hấp dẫn. Có vẻ mọi người đang khá hoang mang và lo lắng khi không biết ngày mai thử thách và công việc của họ sẽ như thế nào. Nếu như mà mọi người nghĩ ra, ví dụ như là làm việc trong nhà hàng thì mọi người sẽ ghi về cái gì nhất? Minh Vân. Quản lý. Quản lý hả? Là hồi đấy. Mọi người đi đây. Không, em nói đùa. Đốc, em nghĩ em phải làm được gì? Em đâu biết làm trong này là làm những gì đâu. Thay ra giường hay là xả nước hồ bơi hay là gì đó. Thôi, kệ luôn. Cắt cỏ. Thôi, em sẽ cắt cỏ. Bây giờ biết anh nói, mai còn đầy sức. Thôi, đúng rồi, ngày mai đi anh đi. Mà nếu mà phục vụ ở đây, chắc anh nghĩ sẽ đơn giản. Đừng mắc đi lượng trác hay là gì đó. Sau bữa tối no nê, các thành viên nhà chung quyết định đi siêu thị thành phố để vui chơi và mua sắm. Có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày khi họ có thể tự do bên nhau, thể hiện chính mình. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, họ âm thầm quan sát và để ý lẫn nhau. Và ở đâu đó, những tình cảm đầu tiên bắt đầu đắm chồi. Rồi thấy sao rồi sáng giờ? Có ấn tượng với cô bé nào không? Nói chung cũng có ấn tượng với người, nói chung mọi người một kiểu. Anh sao? Anh thì cũng thấy vậy. Tại vì mọi người chưa có hết một quả hết, chưa cần mở đâu, tại vì mọi người đang còn khách. Ví dụ như bốn cô gái ở đây thì nếu như mà chọn một trong bốn cô thì em sẽ chọn ai? Thì trong bốn bạn nữ mình thì mình cảm thấy ấn tượng nhất là với chị Trân. Nhưng mà để mình nói thì tính cách của chị là rất là trưởng thành. Nếu mà để hẹn mà nói chuyện riêng tư thì chắc chắn mình sẽ vẫn chọn là chị Trân. Tại vì mình có ấn tượng nhiều nhất. Anh cho phép em quyền lái máy bay mà. Được việc lắm các bạn rồi. Tại vì trong này có hai cô là nhỏ thôi. Chứ chỉ nhiệt độ lên. Mà nhìn em nói em hơn 97 người ta dẫn tin mà. Đúng rồi, nhìn mà em cái kiểu đàn ông khoảng 30 rồi này anh ta dẫn tin. Tao nói thiệt, mày tin tao đi đâu đấy. Tôi 1m7 là chuẩn của đàn ông Việt Nam. Ê. Ok. Ê. Em 1m7 hả? 1m6. Kỹ.
Tôi 1m7. Trời ơi, cái phòng của tụi em 4 đứa, 1m, một đứa cao 1m84. À, một đứa cao 1m74 và em 1m64. Hùng thì bạn hiền lành, dễ gần, đẹp trai và cao ráo. Mình cảm giác thiếu tự tin khi mà đứng gần Hùng. Tim em sao xuyên những lúc anh cười, đâu có nghe biết gì, đâu có biết thế nào, lời anh nói cùng em hơi anh. Tối đến, sau khi dành thời gian để chuẩn bị cho những trải nghiệm của công việc vào ngày mai, các thành viên nhà chung tiếp tục ngồi lại để chia sẻ những câu chuyện tình cảm của mỗi người để có thể hiểu rõ về nhau hơn. Và từ đây, những bí mật lớn dần hé lộ. Ngôi nhà chung, phiên bản đặc biệt, đảo tình yêu. Yeah! Chúc mừng ngủ ngon. Trà này đậm đồng. Quá wow. Mày trà nói chuyện trước đi. Nói vậy dạ. Mình cũng đã giao lưu, mình cũng đã biết về nhau và mình cũng đã tạo được cái thiện cảm cho nhau. Thì bây giờ mình nói về cá nhân đi, câu chuyện tình cảm trong quá khứ mà gần nhất, hoặc có thể là cái người sâu đậm nhất. Câu chuyện của Ngân đi. Câu chuyện của em à? Nhưng mà nghe ngại quá. Cái gì đâu ngại, mình đây là một cái sự chia sẻ. Không, có nhiêu đây người mình biết à? Có nhiêu đây người mình biết à? Chúng ta biết đó. Yeah. Câu chuyện mối tình đầu của em là em yêu đơn phương. Năm em học lớp 10. Yêu đến lớp 12. Dữ vậy à? Thì anh đó học cho anh em hai lớp. Lần đầu tiên thì em gặp anh đó, anh đó cười với em á. Nụ cười rất là đẹp. Có một bài nụ cười của anh không? Trong 4 chàng trai mình gặp hôm nay thì mình ấn tượng với anh duy nhất. Tại vì ngoại hình của anh cho dù là không có được cao to nhưng mà cũng kiểu ảnh rất là tự tin về bạn ngoại hình của mình nên là rất là kiểu như ấn tượng về ảnh. Sao bị khó vậy? Không có ai luôn cái. Mọi người không sợ chị đây có một cái bí mật đó mọi người. Cái gì? Bí mật hả? Chị này có một cái bí mật rất là dễ thương. À, em thích vẽ. Thật ra em cũng giống là một người không có biết thể hiện tình cảm bên ngoài. Cho nên cái gì đó em cũng để bên trong lòng. Cho nên là mỗi khi có gặp chuyện gì đó mà em nhớ thì em lại vẽ. Giống như em ghi lại cái kỷ niệm đó đáng nhớ của em. Cái này giống như chị vẽ lại những gì mà chị trải qua vậy. Cái này là hôm chị nằm mơ thấy một người. Người đó cười với chị. Trời ơi em nói thiệt chứ giống y chang như cái anh vừa sáng. Anh Phong á hả? Đúng rồi, em giống. Nói thấy giống quá vậy. Anh này có nốt ruồi ở đây. Hơi nhiều nốt ruồi á. Sao giống em tả anh đó vậy? Chưa anh. Nãy giờ nói giống em tả anh đó vậy. Anh cho người ta nói cho anh đừng có nhảy vô họng người ta. Anh ấy lớn hơn em có 2 tuổi à. Trời, không phải anh. Trời. Thì giống như là em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên á. Tình yêu sét đánh á là có thật đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó thôi, lúc đó thôi. Rồi cái người đó coi em giống như là em gái mưa vậy. À, nhưng mà anh hỏi cái là trong suốt thời gian đó em cũng chưa bao giờ nói với ảnh rằng em thích ảnh. Dạ đúng rồi. Tại sao? Tại vì em nghĩ anh ấy không có thích em. Đó là câu chuyện em nghĩ. Được không được gì, em cũng có một cái câu trả lời cho quá khứ của em. Giống như là lúc đó em còn nhỏ, em ngại. Không có tự tin. Đúng rồi, em không có tự tin để mà nói yêu ai hết. Thì sau cái câu chuyện đó rồi thì em có đủ tự tin để bước tiếp cho cái cuộc tình thứ hai không? Sau cái đó thì có tự tin. Đó. Giờ lúc anh năm 18 tuổi. À, 18 tuổi. Đủ tuổi. Với bạn Ngân thì mình cảm thấy cô bé này tuy là ít nói nhưng rất cá tính và có một cái gì đó sâu lắng bên trong chỉ thể hiện qua ánh mắt. Và nhìn vô ánh mắt cô bé này, nó như là người ta hay nói là ánh mắt biết nói á. Thì cô bé này tuy rằng ít nói nhưng mà mọi cảm xúc đều thể hiện qua ánh mắt. Do gì câu chuyện rất là trưởng thành lên đây. Rồi giờ Ngân như thế nào vậy chị? Rồi chị anh hả? Tình như thế nào? Sao mà giữ vậy, căng thẳng lắm á anh. Hai mối tình gọi là sâu đậm. Một mối tình thì năm 17 tuổi có quen một bạn và quen 5 năm. Sau đó tụi anh kết hôn và tụi anh sống được với nhau 5 năm. Xong sau đó thì tụi anh chia tay.
ly dị và cũng may mắn rằng anh chưa có con để có sự ràng buộc đó. Và anh nghĩ rằng nếu như mà có con thì anh cũng sẽ không ly dị. Đúng rồi, con là cái nhớ giữ lại. Nên mọi thứ thật chất thì đó giống như đó là một cái sự chia tay rất là văn minh. Và anh với vợ cũ của anh tri kỷ với nhau, cũng hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong tất cả mọi thứ khó khăn. Rồi mối tình thứ hai cách đây 3 năm thì cũng quen bạn đó được hơn 1 năm. Cứ nghĩ đâu rằng đây sẽ là người cuối cùng, nhưng mà đúng như cuộc đời nói là sẽ thú vị. Tương lai chúng ta diễn ra điều gì chúng ta hoàn toàn không biết. Và giống như cái thời điểm mà mình suy sụp nhất thì họ cũng bỏ mình mà đi. Thì mình nhìn lại mọi thứ thì bắt đầu lúc đó là anh cảm giác như là mình không còn tin vào tình yêu được nữa. Anh chán ngán cái sự đời và nhất là cái tình yêu á. Em đồng cảm á. Riêng về bên các bạn nam á thì mình ấn tượng với lại câu chuyện của anh Duy. Thì ảnh cũng trải qua một mối tình 10 năm rồi ly dị thế này nọ rồi, thì chắc là anh sẽ có những cái góc nhìn, cái cảm nhận khác hơn. Rồi tới ai? Thì câu chuyện của em thì như hồi sáng em có đề cập đến trên xe. Khi mà chơi em có kể. Thì hồi cái thời học sinh ấy, quen nhau thôi, kiểu là gọi là thích thôi. Còn nếu mà còn gọi về mối tình đậm sâu thì em có một. Đấy là hồi sinh viên năm nhất. Mới vào trường là em bắt đầu quen bạn đấy. Sắp kỷ niệm 7 tháng em biết tin gọi là em học thêm sừng vậy. Tại vì em cũng không trách bạn đấy, tại vì cái tính của em á thì hồi sáng mọi người có bảo là em ít nói, thì thực chất ra cái tính của em là trầm, với lại cách thổ lộ tình cảm của em thì nó không được gọi là tốt và hơi nhát một chút xíu. Mình ấn tượng với câu chuyện của bạn Hùng nhất, tại vì mình không nghĩ là một người đàn ông mà có thể làm được nhiều công việc kiểu mà biết quan tâm chăm sóc bạn gái nữa mà lại có thể bị nhiều người con gái cắm sừng như vậy, thì mình cảm thấy hơi bị hoang mang. Một phần là cũng không biết là tại sao bạn ấy lại bị như vậy. Mình nghĩ chắc cũng có nguyên nhân sâu xa, nhưng mà cũng không tiện hỏi. Anh có bao giờ giỡn với ai không? Ý em là giỡn như thế nào? Nên là có một chút gì đó funny. Không giỡn với ai hết luôn. Không, em không. Thấy anh này có làm già đúng không? Ngày em mới giỡn luôn á, em tính hỏi. Em hẹn tới giờ anh này nhìn với bạn kêu chào mọi người. Không, tại do anh chưa có cảm nhận được cái điện trong người anh. Mày yêu thì chắc em thấy chưa đâu. Lúc thì hết mình, lúc này em buồn. Lúc đi em buồn. Anh sẽ có điện sau khi chuyến đi này kết thúc. Ok, thì em mong những ngày sau, những ngày còn lại. Mọi người vẫn giữ cái tinh thần gọi là đoàn kết hòa đồng như thế này. Mình ấn tượng nhất là câu chuyện tình cũ của bạn Hùng. Cảm giác giống như là bạn ấy bên ngoài lạnh lùng, bên trong thì ấm áp, không biết thể hiện tình cảm. Cái điều đó làm cho mình cảm thấy có một chút gì đó dễ thương, cho nên mình cảm thấy ấn tượng. 2, 4, 6, 7 thiếu một thành viên. Chắc mà anh nghĩ câu chuyện của thành viên đó cũng thú vị. Cũng đậm lắm. Thì ngày mai mình cũng đào Phong ra và mình khai thác những điều đó cho triệt để. Hay là giờ mình gọi cho Phong rồi. Gì? Gọi luôn. Gọi nè. Nào. Còn đâu rồi? Chị đang gọi cho Bông. Ủa? Không có thấy. À, thấy kìa. Alo. Hello. Rồi. Thấy mọi người không? Nghe mọi người nghe không ạ? Nghe. Tin vui của em á là em có thích em quá nha. Thích em của em là Bông Lan. Đúng rồi. Sao mọi người không nhớ em nè? Mọi người không có thời gian nhớ em đâu. Giữa bạn Phong với bạn Hùng thì nếu mà xét về ngoại hình thì có vẻ có tình cảm với Phong hơn. Nhưng mà nếu mà cảm thấy tính cách của Hùng thì thích hơn. Cho nên vẫn chưa xác định được là thích ai nhiều hơn. Ngày mai thì mình muốn có thời gian tiếp xúc với bạn Phong. Bây giờ lên xe rồi đúng không? Anh không muốn làm phiền người rất là cạnh em đâu nha. Rồi, hưởng thụ bình an, ra với tụi anh, ok. Bye. Sau khi được tận hưởng các dịch vụ tại Villa Danson, để rồi tưởng chừng sẽ có một cuộc sống an nhàn và sung sướng, thì từ ngày mai các thành viên Love House sẽ phải xắn tay áo lên lao động để mà sống như những người nhân viên thực thụ tại nơi đây.
Và trải qua một ngày dài bên nhau, các thành viên cũng đã xác định được những đối tượng mà mình đặc biệt quan tâm đến. Nam Duy có khá nhiều thiện cảm với cô bé đáng yêu Minh Trân. Còn Trung Anh và Hùng đều muốn tìm cách tiếp cận và hẹn hò với Bích Trân. Tuy nhiên, Bích Trân lại dành sự ái mộ cho anh chàng lắm lời Nam Duy vì thích thú khả năng kết nối nhóm của anh. Thanh Phong tuy vắng mặt nhưng ngay từ đầu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Quỳnh Ngân. Còn riêng Thảo Quyên, cô bé vẫn chưa thật sự thoải mái mở lòng với bất cứ ai. Những ngày tới sẽ ra sao? Liệu mũi tên tình cảm có xoay chuyển? Hãy cùng đón xem tập tiếp theo vào tuần tới. Điều gì sẽ đến mỗi sớm mai? Nghĩ trong đầu cuộc đời có bao lâu nên là sống vô tư với nhau.